Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại hội quán mới của Hội Sinh Mừng Cảnh huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai các bạn. Thì ở đây các bạn có thấy hai bên có hai cái hoa nhài. Thì đây là có cái cổng vào, trải thảm đỏ để hai cái tùng hai bên các bạn. Thì nói chung là cái hội quán hôm nay làm mới này rất là trang trọng các bạn, rất lịch sự. Thì ở đây mình quay sơ cho các bạn xem một số cây bonsai hôm nay được trưng bày tại hội quán các bạn. Thì ở đây các bạn thấy rất là nhiều chủng loại cây tùng rồi lục vừng rồi me rồi sâm ngọc. Đây, như đây là cây sâm ngọc các bạn. Rồi cây đây là cây sâm núi này. Sâm núi cụm rừng thì rất là già, các bạn có thể thấy cái bộ xương chi của nó rất là già. Đấy, ở đây một số cây như mai chú thủy này, đó, rồi là cây linh sam này. Linh sam lũ này các bạn. Linh sam này lũ zin. Cây thì rất là già. Linh sam sắc đỏ. Thì ở đây có cây me này của anh Duy nuôi từ hạt các bạn. Ở đây cây sâm ngọc. À, rất là nhiều cây. Ở đây là cây xanh bay. Thì mình sẽ quay sơ một số cây. Đây là cây hải cụm rừng Hải Châu các bạn. Thì cụm rừng này thì cây nó cũng khá to và già. Ở đây thì có một số anh em đã đến rồi. Mình đến hơi sớm các bạn, thì một số anh em người ta chưa đến. Thì mình đến mình quay cho nó đỡ vướng các bạn. Đây có một cái cây chùm rụng các bạn, bùm sụp ở Trà Phúc Kiến đó. Thì đây là cái sân khấu của cái hội quán các bạn. Đây cái sâm núi, cây sâm núi thì cũng khá già. Trong này cũng có một cây sâm núi các bạn. Đây cái sâm núi rất là già nha. Thì anh em Tràng Bom thì rất là nhiều cây trưng bày ở đây. Cây này cây sơn trà các bạn, sơn trà lũ zin luôn. Thì ở đây có một cây tùng đen, thì cây này thì lá rất là đẹp các bạn. Mình cứ mở đầu thì mình cứ nghĩ nó thân nó đen nhưng mà lá nó giống y như cây cẩm thị các bạn. Nhưng mình hỏi thì là cây tùng đen. Ở đây có một cây kim quýt, kim quýt này cũng khá đẹp, mịn màng sạch sẽ. Cái chậu rất là mỏng, nhìn cây rất là duyên các bạn. Cái quýt mà nuôi được như vậy thì cũng khá là công phu. Nên cái chậu mỏng thì nhìn cây nó tốn cây rất là đẹp. Đây có cái linh sam nhắn bay. Cây thì rất là già, cực già đúng không các bạn? Rồi ở đây thì có một số cây thì mình quay sơ qua cho các bạn xem. Đa số một số cây bên này là những cây đang nuôi các bạn. Đó, đang nuôi, đằng sau có một cây hoa nhài. Thì những cây khế này thì đang nuôi thì một thời gian nữa thì nó sẽ hoàn thiện các bạn. Bên này có một cây khế cụm rừng. Cây này thì nó hoàn thiện rồi. Cây này được anh chủ anh Nga nói thì mình hỏi thì bảo anh nuôi 4 năm nữa các bạn. À, nói chung là liền lạc hết rồi, không còn một cái vết sẹo nào cả. Cũng rừng đó, liền cái bệ nó liền luôn. Đó, nuôi cũng khá công phu. Rồi bên này thì có một số cây nữa các bạn. Thì đây là cây sâm ngọc của mình cũng mang đi trưng bày chơi để ra mắt cái hội quán các bạn. Thì trên này cũng đa số đây này, cây này là cây dúi của mình. Rồi ngực quế thì cây ngực quế lá nhỏ các bạn, mình thấy lá nhỏ nhìn nó cũng rất là xinh. Thì còn một số cây xanh rồi cái hải châu và sâm núi các bạn, thì mình quay sơ cho bạn xem thôi, tại vì nó cũng đa dạng chủng loại các bạn. Đây cũng có một cái quế cụm rừng, cây này cũng duyên. Thì mình quay sơ cho các bạn xem một số cây thôi. Rồi để mừng cái hội quán Hội Sinh Cảnh Tràng Bom nó được ra mắt các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.